nguyễn hữu hanh là người từng nắm giữ các chức vụ quan trọng nhất về kinh tế dưới thời việt nam cộng hòa phó giám đốc sở tín dụng ngân hàng trung ương ba nước đông dương tổng giám đốc ngân hàng quốc gia việt nam cộng hòa cố vấn kinh tế tài chính cho tổng thống ngô đình diệm tổng ủy viên kinh tế tài chính phụ trách bốn bộ tài chính kinh tế thương mại và kỹ nghệ ông là người phản kháng ngô đình nhu và từ chối tất cả những đề nghị hợp tác với ngô đình thục đến thời đệ nhị việt nam cộng hòa ông trở thành niềm tin cậy số một của nguyễn cao kỳ sau đó trở thành cố vấn kinh tế cho Nguyễn Văn Thiệu. Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất giữ chức tránh sự vụ, một trong những chức vụ cao cấp của Ngân hàng Thế giới, World Bank. Sau năm 1975, ông là quản trị viên Hội đồng Quản trị Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, cố vấn chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IMF. Gặp Ngô Đình Diệm tại Quảng Nam. Theo lời kể của Nguyễn Hữu Hanh, ông sinh ngày mùng 10 tháng 11 năm 1923 tại quê ngoại ở Cố Đô Huế, Tuy nhiên ông được cha mình, vốn là một thầy giáo mang nặng truyền thống khổng giáo, làm giấy khai sinh theo quê nội tại làng Đại Hòa, Tổng An Dạ, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 7 tuổi, Nguyễn Hữu Hanh được nhận vào trường tiểu học Bao Bớt ở Huế, nơi cha ông làm hiệu trưởng. Đến năm 1935, cha ông được thuyên chuyển vào Quảng Nam, giữ chức tránh thanh tra học đường. Anh em Nguyễn Hữu Hanh cũng theo vào Quảng Nam để không bỏ giờ việc học. Trường học ở Vĩnh Điện, cách nhà đến 6 cây số nhưng hàng ngày Nguyễn Hữu Hanh phải quốc bộ đến trường với đôi chân trần trên đường nhựa nóng rát. Gia đình vẫn còn nghèo nên chưa đủ sức mua giày cho bất cứ ai trong nhà trừ cha ông, vì dù sao cha ông cũng là tránh thanh tra học đường. Chính trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên Nguyễn Hữu Hanh đã gặp Ngô Đình Diệm. Những năm 30, Ngô Đình Diệm là thành viên của viện cơ mật dưới triều vua Bảo Đại. Sau đó Ngô Đình Diệm đã từ chức vì bất đồng ý kiến với viên khâm sứ Pháp. Bị mật thám theo dõi, Ngô Đình Diệm phải chạy vào Quảng Nam ở với người anh ruột là Ngô Đình Khôi, lúc này đang là tổng đốc tỉnh Quảng Nam. Ngô Đình Khôi là người thích trồng hoa, nuôi chim quý và chơi phong lan. Cha Nguyễn Hữu Hanh cũng nuôi chim và trồng hoa phong lan và cái thú vui chung này đã tạo nên một mối quan hệ thân thiết giữa ba người. Những lúc bận việc, cha Nguyễn Hữu Hanh thường sai con xuống phố đưa hoa và chim cho Ngô Đình Diệm và mỗi lần như thế Ngô Đình Diệm đều xoa đầu ông như một cách khen thưởng. Sự gặp gỡ ngẫu nhiên này có thể coi là một tiền đề tạo nên cuộc đời Nguyễn Hữu Hanh sau này khi Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thời sinh viên sôi nổi Sau khi xong bậc tiểu học, Nguyễn Hữu Hanh được gửi ra Huế theo học trung học đệ nhất cấp ở trường Khải Định. Đến năm 1944, ông thi đậu bằng tú tài 2, ghi danh học ngành luật và y khoa tại Đại học Hà Nội. Tại đây ông tham dự các buổi meeting của phong trào sinh viên và tham gia những vụ quấy rối bọn sinh viên người Pháp và mật vụ được Pháp gài vào để theo dõi sinh viên Việt Nam. Những trận đánh nhau giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Pháp xảy ra hầu như mỗi ngày sau giờ tan học thường có sự tham gia của ông. Khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945, tất cả các trường trung và đại học đều đóng cửa và sinh viên được khuyến cáo trở về nhà chờ chỉ thị của chính quyền mới. Nguyễn Hữu Hanh đành trở lại Huế, tại miền Trung. Sau khi chính phủ của Trần Trọng Kim được thành lập thì một trường quân sự, trường thanh niên tiền tuyến ra đời. Nguyễn Hữu Hanh cùng một số sinh viên từ Hà Nội và Sài Gòn về đăng ký vào trường này. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công rực rỡ, lực lượng Việt Minh trên cả nước đã đứng lên giành lấy chính quyền. Tại Huế, Ngày 17 tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức cuộc meeting ra mắt quốc dân, nhưng cuộc meeting đã trở thành cuộc tuần hành ủng hộ Việt Minh và ngày 23 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi. Vài ngày sau, trường thanh niên tiền tuyến tại Huế đón tiếp vị chính ủy đầu tiên của khu ủy Huế. Vị chính ủy đọc một bài diễn văn hùng hồn về phong trào Việt Minh và kêu gọi học viên đứng lên giành chính quyền tỉnh và tổ chức quân đội cho khu trung bộ. Toàn bộ học viên đều hào hứng hưởng ứng lời kêu gọi. Vậy là Nguyễn Hữu Hanh đứng dưới một ngọn cờ mới, gia nhập Việt Minh để chống lại quân đội Pháp. Một thời gian sau, Nguyễn Hữu Hanh trở lại Hà Nội, tiếp tục học y khoa và được chỉ định về phòng hoa liễu. Ông đạt được nhiều điểm cao và hai giáo sư chính nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sau này ông sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng rồi tháng 12 năm 1946, Pháp tái chiếm Đông Dương, một lần nữa trường bị đóng cửa. Nguyễn Hữu Hanh lại về nhà và tham gia lực lượng Việt Minh ở địa phương. Trong một lần đi tuần với năm người lính mới, Nguyễn Hữu Hanh bị mật thám Pháp bắt và bị thẩm vấn suốt ngày đêm, giữa các lần thẩm vấn là lao động khổ sai. May mà có một nhân viên từng là học trò của cha Nguyễn Hữu Hanh đã nhận ra ông. Người này vội báo tin về cho cha Nguyễn Hữu Hanh. Cha ông liền đến gặp Thống đốc Trung Kỳ Trần Văn Lý nhờ can thiệp. Nguyễn Hữu Hanh được dẫn tới văn phòng Thống đốc và phải nghe một bài giảng về hiểm họa Cộng sản trước khi được cho về. Du học sinh xuất sắc tại Paris Năm 1947, theo sự sắp xếp, Nguyễn Hữu Hanh vào Sài Gòn để đáp tàu qua Pháp. Nhưng tại Sài Gòn, cơ quan mật vụ Pháp đã chờ sẵn, bắt ông về tra vấn thêm lần nữa. Thống đốc Trần Văn Lý biết tin lại can thiệp. Rồi khi chiếc tàu Felix Russell chở Nguyễn Hữu Hanh và 12 du học sinh khác cặp cảng Marseille, Pháp, một cảnh sát chìm lại lên tàu điệu Nguyễn Hữu Hanh về bót thẩm vấn. Khi biết Nguyễn Hữu Hanh là người được thống đốc Trung Kỳ bảo trợ, chúng mới chịu phóng thích ông. Đến Paris Nguyễn Hữu Hanh học các khóa dự bị tại trường Lacano ở thị trấn Bourg La Reine, gần Paris. Năm sau, ông thi đậu vào cao đẳng Hét, Hautes Itut Commercials, ngôi trường thương mại ngân hàng danh tiếng nhất nước Pháp. Ba năm sau Nguyễn Hữu Hanh được nhận vào trường ENA, ECOLE Nationale De Administration, trường quốc gia hành chính, là nơi đào tạo những công chức cao cấp của Pháp. Điều này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên trường ENA nhận sinh viên các nước thuộc địa. Vì không có quốc tịch Pháp nên Nguyễn Hữu Hanh chỉ được học một năm giảng bài, chứ không được tham dự hai năm tập sự vốn chỉ dành cho sinh viên Pháp. Sau khi tốt nghiệp hết, Nguyễn Hữu Hanh được nhà trường chọn đi Hoa Kỳ để học tập lối sống Mỹ. Mỗi nước được chọn hai sinh viên đại diện sau một kỳ thi và ông được chọn cùng một sinh viên Pháp. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp không chấp nhận Nguyễn Hữu Hanh vào danh sách vì ông không phải dân Pháp. Rất may hội International Fund ở New York không đồng ý cho thay sinh viên khác. Chuyến đi bắt đầu từ Paris, qua Amsterdam, Hà Lan rồi qua Sanon ở Ireland mới bay đến New York. Đến Mỹ, Nguyễn Hữu Hanh đi khắp các bang Georgia, Illinois, Chicago, Galveston, Texas rồi trở lại New York. Tại các bang này, ông sống với 28 gia đình Mỹ. Thông qua việc học tập lối sống Mỹ như thế, ông có cơ hội học hỏi rất nhiều về đời sống, tập quán, sự suy nghĩ, phân tích, nhận định của họ, nhất là trên phương diện chính trị. Nhờ vậy, sau này, trong những năm 1969 đến 1970, khi phong trào chống chiến tranh Việt Nam lan rộng tại Mỹ, Nguyễn Hữu Hanh hiểu ngay diễn biến của thời cuộc, tác động của cuộc chiến đối với quần chúng, quốc hội và đường lối chính trị của các cơ quan chính phủ Mỹ. Ông nhiều lần trao đổi với Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và các lãnh đạo chính trị của Việt Nam Cộng hòa tuy nhiên, Nguyễn Văn Thiệu đã không tin lời ông. Kết thúc chuyến thực tập tại Mỹ, Nguyễn Hữu Hanh quay về Paris và được giáo sư Henry Fournier giới thiệu ông với Ren Frappat, Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Đông Dương. Đầu năm 1954, Nguyễn Hữu Hanh trở về Việt Nam làm việc cho ngân hàng này. Cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Sau Hiệp định Geneva năm 1954, tại miền Nam, được sự hậu thuẫn của Mỹ, ngày 16 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm lên chức Thủ tướng. Tiếp đó là cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 đã chấm dứt chính thể quốc gia, quốc trưởng bảo đại bị phế chuất. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được thành lập và Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, lúc này nền tài chính miền Nam vẫn do Ngân hàng Trung ương Đông Dương mà phía sau là chính phủ Pháp quản lý. Vì thế Ngô Đình Diệm rất cần một cố vấn tin cẩn để thiết lập một nền tài chính mới. Ông ta sai phụ tá tôn thất cẩn tới Ngân hàng Trung ương Đông Dương để tìm một người có thể đảm đương nhiệm vụ trên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Victor Cousin và Tổng Giám đốc Grand Frappat của Ngân hàng Đông Dương liền đề cử Nguyễn Hữu Hanh. Được tôn thất cần báo lại, Ngô Đình Diệm rất bất ngờ. Ông ta cười bảo rằng thằng nhỏ này thường đem hoa lan tới cho tôi và tôi thường xoa đầu nó để cảm ơn. Làm sao nó làm cố vấn tài chính cho tôi được? Một số thành viên trong nội các từng gặp gỡ Nguyễn Hữu Hanh cho Ngô Đình Diệm biết. Nguyễn Hữu Hanh là một thành viên cao cấp rất có khả năng trong Ban Giám đốc Ngân hàng Trung ương Đông Dương, là người tốt nhất mà Ngô Đình Diệm có thể kiếm được. Vài ngày sau, Ngô Đình Diệm gọi Nguyễn Hữu Hanh đến và yêu cầu làm cố vấn tài chính và kinh tế cho ông ta. Theo kiểu riêng của mình xưa nay, Ngô Đình Diệm không ký một sắc lệnh bổ nhiệm nào mà chỉ tuyên bố bằng miệng cho các thành viên nội các chính phủ, đặc biệt là người em đầy uy quyền của ông, cố vấn Ngô Đình Nhu và Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần, người luôn làm tấm bình phong với bất cứ ai muốn gặp ông Diệm. Ngô Đình Nhu và Nguyễn Đình Thuần đều không đồng ý Nguyễn Hữu Hanh, cả hai tỏ ra rất khó chịu nhưng không ai dám cãi lời. Và cũng chính vì sự khó chịu này đã gây cho Nguyễn Hữu Hay nhiều bất lợi sau này, đến nỗi ông phải từ chức và ra đi vào năm 1961. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1955, theo một thỏa thuận với Pháp, Ngân hàng Trung ương ba nước Đông Dương được tách ra làm ba ngân hàng quốc gia Trung ương. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa được thành lập ngay ngày hôm ấy bởi một sắc lệnh do Ngô Đình Diệm ký. Dương Tấn Tài được bổ nhiệm làm thống đốc, Nguyễn Hữu Hanh làm tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia lần này thì có sắc lệnh bổ nhiệm hẳn hoi. Trên cương vị thống đốc nhưng Dương Tấn Tài chỉ luôn dành thì giờ để lo toan những chi tiết hành chính nhỏ nhặt, bỏ qua các vấn đề tiền tệ và tài chính cần phải được giải quyết trong buổi chuyển tiếp từ một nền kinh tế thuộc địa qua nền kinh tế mới. Ngô Đình Diệm quyết định cử một chính trị gia thay thế Dương Tấn Tài. Theo đó, Vũ Quốc Thúc được chỉ định làm thống đốc với nhiệm vụ lo các mối quan hệ hành chính và chính trị với chính phủ. Riêng công việc điều hành kinh tế tài chính Ngô Đình Diệm đều giao phó cho Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Hanh. Khi trở thành cố vấn kinh tế tài chính cho Tổng thống, Nguyễn Hữu Hanh giúp Ngô Đình Diệm sắp xếp lại nền kinh tế đang lệ thuộc Pháp và kiến thiết lại nền tài chính tiền tệ của Việt Nam Cộng Hòa. Sau nhiều lần sang Paris, Nguyễn Hữu Hanh đã thuyết phục được Bộ trưởng Tài chính Antoine Pinay, sau này là Thủ tướng Pháp, nhận bộ và ký kết những thỏa ước kinh tế quan trọng. Đặc biệt, qua sự khôn khéo trong thương thuyết, ông đã giúp Ngô Đình Diệm thu hồi được hơn 33 tấn vàng bị quân Pháp mang theo khi rút quân về nước năm 1955. Trở thành người hùng của Ngô Đình Diệm nhưng Nguyễn Hữu Hanh lại là cái gai trong mắt của vợ chồng cố vấn Ngô Đình Nhu. Ông lại là người cương quyết từ chối những đề nghị giúp đỡ của Ngô Đình Thục, ngay cả khi có sự can thiệp của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành lập ngân hàng thương mại lớn nhất miền Nam Trong những tháng đầu tiên của năm 1955, trong lúc rút quân ra khỏi Việt Nam, thực dân Pháp đã cố lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm bằng cách vũ trang và xúi dục các giáo phái cao đài, hòa hảo và bình xuyên cùng với các sĩ quan quân đội bất mãn chống lại Ngô Đình Diệm. Tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội tiếp sau đó đã tạo nên một sự bất an và rối loạn trong giới kinh doanh. Tất cả các mặt hàng nhập cảng chủ yếu bị dừng lại, đe dọa nguồn cung cấp còn đang mong manh của Việt Nam Cộng Hòa. Giá cả tăng vọt và thị trường chợ đen lũng đoạn. Những công ty Pháp đang thống trị thị trường hàng nhập khẩu không chịu nhập hàng vào miền Nam, các ngân hàng thương mại hầu hết do người Pháp sở hữu cũng thẳng thừng từ chối việc tài trợ nhập cảng. Trước tình hình đen tối như thế, giữa năm 1955, Ngô Đình Diệm quyết định thành lập một ngân hàng thương mại tại Sài Gòn để cạnh tranh với các ngân hàng Pháp và hỗ trợ cho nền kinh tế. Ông Diệm giao việc này cho Nguyễn Hữu Hanh với một sắc luật cho phép ngân hàng trung ương cấp một khoản tín dụng là 200 triệu đồng để thành lập một ngân hàng mới. Nguyễn Hữu Hanh liền xuất tiền mua lại trụ sở ngân hàng L Indochina và tuyển dụng nhân viên, chuẩn bị cho việc ra đời một ngân hàng thương mại. Khi công việc xây dựng hoàn chỉnh, ngân hàng mới có tên là Ngân hàng Thương Tín chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 1956. Nguyễn Hữu Hanh thôi chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia để làm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương Tín. Ông mời một người phát tên Roger Becker trước đây ở Ngân hàng Trung ương Đông Dương về làm việc. Người Pháp này đã giúp Nguyễn Hữu Hanh rất nhiều trong việc thiết lập các phương thức hoạt động và điều lệ ngân hàng. Sau một thời gian hoạt động, ngân hàng thương tín trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất miền Nam lúc bấy giờ. Tháng 9 năm 1956, toàn bộ hệ thống ngân hàng và cả miền Nam dung chuyển bởi một vụ xì căng đan ở ngân hàng quốc gia. Những tờ giấy bạc được đánh dấu để thiêu hủy đã bị lấy cắp khỏi hầm chứa. Số tiền lên đến 250 triệu đồng, tương đương với 8 triệu đô la lúc bấy giờ người đứng đầu bộ phận kiểm ngân là vũ đình đa và viên thủ quỹ người pháp tên là andre hutier bị bắt ngô đình diệm yêu cầu nguyễn hữu hanh trở về lại ngân hàng quốc gia để làm một cuộc điều tra sâu rộng và tổ chức lại toàn bộ ngân hàng để tránh một tai nạn tương tự trong tương lai ngô đình diệm ký ngay lập tức một xác lệnh bổ nhiệm nguyễn hữu hanh một lần nữa làm tổng giám đốc ngân hàng quốc gia sau khi nguyễn hữu hanh nộp bản báo cáo mô tả chi tiết vụ mất cấp và trách nhiệm của nhiều thành viên cao cấp trong ban điều hành nhưng không cáo buộc Vũ Quốc Thúc một lỗi nào. Ngoài trừ sự chảnh mảng và thiếu năng lực, Ngô Đình Diệm vẫn cách chức thống đốc của Vũ Quốc Thúc và thay bằng Trần Hữu Phương lúc này đang là Bộ trưởng Tài chính. Cuộc thương thuyết với Bộ trưởng Tài chính Pháp Tháng 11 năm 1956, sau khi đã hoàn tất việc tổ chức và sắp xếp lại Ngân hàng Quốc gia, Nguyễn Hữu Hanh quyết định tiến công vào các vấn đề đang cấp bách, phải thương lượng một hiệp định tiền tệ mới với Pháp, chuyển số dự trữ bằng đồng phơ răng franc pháp qua các loại tiền khác để tránh bị hao hụt thêm trị giá dự trữ ngoại tệ vì lâu nay đồng tiền này không có giá trị quy đổi ra đô la mỹ bảng anh hay yên nhật và đặc biệt là phải thu hồi số vàng đang nằm ở ngân hàng quốc gia pháp được sự đồng ý của ngô đình diệm nguyễn hữu hanh đến paris tiếp xúc với ngân hàng quốc gia và bộ tài chính pháp tuy nhiên chính phủ pháp không được thông báo chính thức về chuyến công tác của nguyễn hữu hanh vì vậy không có cuộc tiếp xúc chính thức nào được diễn ra Đến tháng 6 năm 1957, nhận thấy đồng phơ răng càng lúc càng mất giá, Nguyễn Hữu Hanh khuyên Ngô Đình Diệm nên ra lệnh rời bỏ sự ảnh hưởng của đồng phơ răng mà không cần có sự thỏa thuận với Pháp. Nhưng trước khi dùng tới biện pháp cuối cùng này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nên thương lượng với chính phủ Pháp để đạt được một hiệp định mới giữa hai bên. Nhận ra tầm quan trọng và sự cấp thiết của vấn đề, Ngô Đình Diệm yêu cầu Nguyễn Hữu Hanh xúc tiến ngay việc này. Được sự ủy quyền chính thức của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Hữu Hanh lại đi Pháp lần này nhà chức trách pháp đã được tòa đại sứ pháp ở sài gòn thông báo chính thức về chuyến công tác của nguyễn hữu hanh họ tiếp đón ông nồng hậu nhưng không có ai trong chính quyền pháp tỏ vẻ hào hứng với những cuộc thảo luận bất lợi như vậy thực tế đó không phải chuyện thương lượng đơn thuần mà là vấn đề chính trị hết sức phức tạp và gai góc nếu thành công đây sẽ là lần đầu tiên nước pháp thương thuyết về một hiệp ước tiền tệ với một nước thuộc địa cũ và bất cứ một nhượng bộ nào của pháp cũng sẽ bị các nước thuộc địa cũ và các nước trong liên hiệp pháp coi là tiền đề của những đòi hỏi gây nhiều rắc rối cho nước mẹ pháp về sau này qua sự giúp đỡ của ren buske cựu phó tổng giám đốc ngân hàng đông dương lúc này đang là thứ trưởng bộ nội vụ pháp nguyễn hữu hanh có cuộc hội kiến với bộ trưởng bộ tài chính pháp antoine tiney antoine tiney là một nhân vật rất nổi tiếng ở châu âu được tướng Zegun Lơ bổ nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính Pháp vào đầu năm 1957, về sau ông này trở thành Tổng thống Pháp. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì bất ngờ Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Paris chuyển lệnh của Ngô Đình Diệm yêu cầu Nguyễn Hữu Hanh về nước. Chưa biết sự việc thế nào, Nguyễn Hữu Hanh vô tình gặp Ngô Đình Luyện, Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Anh, đang công tác ở Paris. Ngô Đình Luyện khuyên ông cứ ở lại và tiếp tục công việc, ông ta sẽ gọi điện cho anh trai Ngô Đình Diệm ngay lập tức nhưng Nguyễn Hữu Hanh vẫn quyết định quay về. Thì ra, vì sự ghen ghét cá nhân, Nguyễn Hữu Hanh bị Ngô Đình Nhu và Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần nhỏ to với Ngô Đình Diệm rằng Nguyễn Hữu Hanh đang làm một công việc không tưởng. Không ai ở nước Pháp thèm tiếp một tay Tổng Giám đốc quèn như ông. Tuy nhiên sau khi nghe báo cáo tiến trình công việc, Ngô Đình Diệm mới nhận ra rằng ông đã nghe những lời tố cáo phi lý. Ông ta yêu cầu Nguyễn Hữu Hanh sắp xếp quay trở lại Paris. Trở lại Pháp, Nguyễn Hữu Hanh gặp Pierre Sardin, giám đốc và Georges Lapierre, phó giám đốc tài chính hải ngoại Pháp, sau đó gặp thống đốc ngân hàng Baugartner và phó thống đốc Kevet của ngân hàng quốc gia Pháp. Và đặc biệt, với sự giúp đỡ của Ren Buske cùng các bạn của ông ta, Nguyễn Hữu Hanh được hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Pháp Antoine Pinay. Lúc này, Antoine Pinay đang nằm trên giường bệnh nhưng cũng đồng ý tiếp Nguyễn Hữu Hanh. Hai người đã thảo luận một danh sách dài các vấn đề giữa hai quốc gia, trong đó có vấn đề dự trữ ngoại tệ của Việt Nam Cộng Hòa hệ thống chi trả với nước Pháp, số vàng của Việt Nam Cộng Hòa và một số vấn đề khác của ngân khố Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trên hết, Nguyễn Hữu Hanh yêu cầu đồng phơ răng thu được từ việc xuất khẩu qua Pháp và qua các thuộc địa của Pháp phải đổi được ra các tiền khác. An toàn Pinay cho biết đây là một điều rất khó khăn và rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì việc cho phép hoán đổi một phần hoặc toàn bộ đối với một thành viên trong khu vực đồng phơ răng là điều không thể tưởng tượng được vào lúc đó, về cả mặt chính trị lẫn kỹ thuật việc nước Pháp nhượng bộ như vậy sẽ gây nên một cơn địa chấn chính trị. Tuy nhiên, Antoine Pinay yêu cầu Nguyễn Hữu Hanh phải có một văn kiện ghi rõ các đề tài thảo luận. Ông ta hứa sẽ trả lời sớm và vui lòng ký kết một thỏa ước tiền tệ mới như đề nghị và sẽ viện trợ kinh tế, tài chính cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng trước mắt ông muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức thấp nhất kể từ sau vụ chốt phế quốc trưởng Bảo Đại và vụ bắt giam hai người Pháp bị buộc tội gián điệp đầu năm 1956. An toàn Pinay yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm trả tự do cho hai người Pháp như một cử chỉ thiện chí. Trong chuyến đầu tiên sang thăm Sài Gòn, An toàn Pinay hứa sẽ hối thúc việc giải quyết các vấn đề và tổ chức viện trợ kinh tế tài chính cho Việt Nam Cộng hòa, còn Ngô Đình Diệm hứa sẽ thả hai gián điệp Pháp. An toàn Pinay trở lại Sài Gòn lần thứ hai vào cuối năm 1958. Qua hai ngày thảo luận và thống nhất những điều khoản, bản thỏa ước đã được ký kết chính thức. Cuối cùng nước Pháp đã nhượng bộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm nhiều điều khoản quan trọng về mặt kinh tế tài chính cũng như cấp những khoản viện trợ kinh tế. Một, Đồng phơ răng có thể đổi sang tiền khác để chi trả cho mặt hàng xuất khẩu qua Pháp, do đó tránh được tình trạng hao hụt trị giá dự trữ ngoại tệ trong trường hợp đồng phơ răng mất giá hay bị phá giá. 2. Việt Nam Cộng Hòa bước ra khỏi khu vực đồng phơ răng Pháp. Sau đó Việt Nam Cộng Hòa gia nhập khu vực đồng đô la Mỹ. 3. Thu hồi được hơn 33 tấn vàng nằm trong ngân hàng quốc gia Pháp, số vàng đó đã được đứng tên ngân hàng quốc gia Việt Nam Cộng hòa ở trong hầm chứa của ngân hàng quốc gia Pháp. 4. đòi lại được số tiền mà ngân khố Pháp nợ ngân khố Việt Nam Cộng hòa. 5. tranh thủ được số viện trợ kinh tế mà bộ trưởng an toàn Pinay, sau này là thủ tướng đã hứa cho chính phủ Ngô Đình Diệm mở đường cho những đợt viện trợ tài chính sau này của Pháp. Bất mãn và ra đi những việc làm của nguyễn hữu hanh ngày càng tạo lòng tin tuyệt đối đối với ngô đình diệm ngoài chức danh cố vấn kinh tế ngô đình diệm còn yêu cầu phó tổng thống nguyễn ngọc thơ đưa tên nguyễn hữu hanh vào danh sách thành viên hội đồng tối cao tiền tệ đây là cơ quan thảo luận và quyết định mọi vấn đề tài chính kinh tế và tiền tệ của chính quyền việt nam cộng hòa ngô đình diệm muốn có một chuyên gia thật sự trong hội đồng các thành viên khác đều là các chính trị gia được bổ nhiệm thế nhưng vì nắm giữ những chức vụ chủ chốt về kinh tế và dám có những quyết định táo bạo, quyết liệt, cứng rắn, vô tình Nguyễn Hữu Hanh đã tạo cho mình nhiều kẻ thù. Hai trong số đó là Ngô Đình Thục và Ngô Đình Nhu. Mặc dù vậy, ông vẫn chống đối vợ chồng Ngô Đình Nhu tới cùng và sẵn sàng từ chối những đề nghị hợp tác, giúp đỡ của Ngô Đình Thục, ngay cả khi có sự can thiệp của Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy, cuộc sống của ông ngày càng trở nên ngột ngạt. Ngày 15 tháng 9 năm 1960, Nguyễn Hữu Hanh quyết định từ chức để ra nước ngoài làm việc, nhưng Ngô Đình Diệm không đồng ý. Đến tháng 3 năm 1961, ông lại một lần nữa xin từ chức. Trong khi Ngô Đình Diệm còn đang tìm cách giữ chân ông, thì Ngô Đình Nhu lại hối thúc việc ký quyết định. Cuối cùng, Ngô Đình Diệm đành chấp nhận trong sự tiếc nuối. Những kẻ ghen ghét, ganh tị với Nguyễn Hữu Hanh coi như đó là dấu chấm hết cho một sự nghiệp đầy danh vọng của ông. Tuy nhiên, có ai ngờ rằng vài năm sau đó, nguyễn hữu hanh lại quay về sài gòn với những chức vụ không kém phần quan trọng trong chính quyền nguyễn văn thiệu